AJ 40 đơn, đồng bộ từ neo, chép 3750 neo, bát 40 neo, màng bóng 3 gân. Đấy, cùng loa. Còn ở dưới đây là cặp súp kép. Vâng, xin giới thiệu lại là cái bát và mạch và phân tần và mọi thứ linh kiện đều được nhập khẩu bởi công ty quốc tế Triều Nhật. Vâng, cặp súp này là cặp súp khủng từ 260 coi 125 đít lòi. Đấy, đít nó phải lòi như thế này này, nó vênh vênh lên phải rất là dữ. Màng đằng trước là sơn bóng 3 vân. Đấy, đây là phía sau của nó. Quả bát này là oánh quay cái đít ra ngoài, súp hầm. Đấy, đánh chui từ trong rồi đánh luồn ra. Đấy, ở đây là cái bạt lưới các bạn. Rất là VIP, rất là đẹp. Súp khủng nhá, từ 260 coi 125. Đấy, đít nòi. Còn trên là 8 cái loa AJ 40 đơn từ neo. Đồng bộ neo luôn, bát neo, chép neo. Màng bóng 3 gân. À, lời ca rất là sáng rồi. Vâng, đây là cái tủ máy. Mình kết hợp cho khách là một cái mixer, đây là cọc CMS 1000. Đầu chia nguồn Ruby cao cấp DS802. Một con driver đắc BE260. Bộ mic cao cấp Ruby. Bằng bộ này anh em chuyên đi show rồi. Rất là được nhiều anh em lựa chọn. Thế đến của men 4 kênh của anh 8 cái loa full array 40. Đấy, men này men khủng luôn. Chuyên full lại ca. Còn dưới là con men chưa súp. Súp khủng, súp nào cũng ra tất. Đấy, con này nó sẽ kéo hai cái súp kép coi 125. Đấy, từ 260 men khủng mà chưa lấy súp. Và bây giờ anh kỹ thuật anh đang test setup con bè chút xíu cho mở nhạc rõ ràng cho anh em cùng nghe. Khi xưa mình bên nhau em sao không nói ra, nên anh đâu biết yêu thương trong em là bao nhiêu, là mong nhiều, là mơ nhiều, là yêu. We'll be right back.
chào pháo tay của anh. Hát xuống là vậy.